Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với series đó chính là Snake River rắn săn mồi nha. Thì anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, dùng cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video mới nha. Comment ý kiến xuống phía dưới video và nếu có thể thì hãy click vào quảng cáo để cho mình nhé. Rồi sự kiện fan VIP thì mình chắc là sắp được rồi. Chắc là vài ngày nữa thì mình sẽ được thêm những con rắn mới. Và trong khi đó thì mình sẽ mở những cái hòm ra trước. Đã được một cái hòm bạc và ôi chưa được một cái donut. Con rắn gì nhỉ? Con rắn đều là rắn hot dog à? Dạng kiểu rắn hot dog vậy ta. Mình sẽ mở một số này ra. Mở một hòm free ra. Mình đang có hơn 100 game cũng như là khoảng mình gần đủ mua một con rắn rồi. Mình sẽ tiết kiệm đến cuối tuần để mua một con rắn nha. Chúng ta sẽ tiếp tục mở thêm cái hòm bên này ra. Và chúng ta sẽ chọn một con snitch. Tùy chọn thôi. Chúng ta chọn con cá sấu hoặc con này được, cá mập được. Mình sẽ có một cái mới. Đó chính là cái hot dogs. Thế đó, clip hot dog vào đây là xong. Đấy, xong rồi chọn con này. Không phải con này. Con này chính xác hơn. Rồi, ok. Và lên đường nào. Battle Royale. Không biết là mình có được hòm gì không. Thế nhưng mình không được một hòm gì cả. À, thế nhưng mình nhận hòm rồi anh em ạ. Cái này thì mình nhận hòm rồi nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với Battle Royale. Ok, đây là một cái chế độ hay nhất mà chúng ta có thể chơi được. Để mình tắt cái Việt Kỳ đi nha. Cái này không được tạo được bang hội nhỉ. Ồ, cái màn này mình hơi bị khó chịu là nó sẽ kiểu là nó màu sắc nó khó nhìn lắm đấy nhá. Cực kỳ là khó nhìn luôn. Màu cứ trắng. Con gì kia, con rồng à? Nó có con rồng rồi. Nó tiết kiệm tiền để mua con rồng anh em, hoặc là nó mở ra được. Mình đang muốn tiết kiệm để mua thêm một con tàu hỏa nữa, con rắn tàu hỏa nữa. Nhưng mà không biết là liệu rằng chúng ta sẽ có thể mua được không. 1.000 tiền nhá, 1.000 tiền thì cố gắng bia là từ bây giờ đến cuối tuần là kiểu gì cũng sẽ đủ 1.000 cái đồng coin thôi. Là mua thôi. Rồi, ok. Hà mã. Chưa gặp một con rắn hà mã anh em. Đó, ok, sang bên này. Wario Cree. Rồi mình sẽ đi xuống này, mình ăn hết cái đống này đã. Không có cái gì nhấp nháy nhỉ. Hiện tại là tôi không khá to. Cái màu của mình nó cũng kiểu trắng trắng ấy, nó sẽ dễ bị hòa vào trong cái ui tí bị ấy luôn. Di chuyển hơi ngáo. Né rồi. Xin rồi. Rồi ok. Ra thì mình cũng vẫn ăn được, không vấn đề gì cả. Sao bên này cái rồi vẫn đang đi theo cái map bản đồ. Ui, một cái nhấp nháy này. Ra ngoài rồi. Thì như là thấy rắn tự động nó sẽ chạy ra ngoài thì phải, đúng không ta? Có lẽ là thế. Khá là hài. Chỗ này nó khá nhiều những cái cột hoặc là những cái phần quà, những cái món quà ở đây. Nên nó sẽ hơi khó dành cho chúng ta. Tốt. Quả lướt rất nhanh luôn. Lướt siêu nhanh luôn. Đánh nhau rất là dã man luôn. Mình không dám vào trong đấy. Bắn hết rồi. Không biết là vòng bo sẽ đang ở đâu đây. Trong này cũng không có gì ăn mấy. Không biết đồ ăn đây. Ít quá, đồ ăn bên này ít quá, không nhiều lắm. Mình em một quán là đi sang bên góc này. Là liệu rằng như thế nào. Nhiều con to thật. Đánh nhau à? Không ra kịp. Không ra kịp luôn. Không ra kịp. Ui ôi. Quá nhỏ luôn. Đánh nhau luôn ạ. Sợ nhỉ. Ui, trên kia thức ăn lắm thế. Ui ôi. Cái này nó dài thế. Cái này dài thế nhỉ. Phải nói mắc dài luôn. Cho còn 5 thằng nữa anh em à. 5 thằng nữa để chiến đấu. Cái này nó bị khó nhìn này. Thấy không? Hút hết vào. Không cho nó ăn luôn. Nhất quyết là không cho nó ăn. Gì đấy. Rồi, ok, sang bên lên trên đây anh em. Cho ăn trong top 5 nhá. Rắn cá mập, siêu rắn cá sấu kìa. Việt Nam ạ, à. Cá mập ở đâu với cá sấu. Được của nó đấy. Wow.
gọi là được của nó. Ôi, lựa lại nào, đừng quá chú tâm vào nó anh em. Chỉ ui Spartacus dài thế nhờ. Còn 4 hàng. Ăn tất cả luôn, yes. Cái này tiễn thằng nào chết cái là mình bắt đầu mình ấn mình ăn luôn. Căng nhỉ. Căng một cách thật sự luôn anh em. Phải nói mắc căng luôn. Bát căng luôn. Ok 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 ok. Ok. Lên trên lên lên trên. Rồi, hợp lý. Quá hợp lý được gì nữa. Ôi giời, sao mình chết ta? Oh my god, tại sao tôi chết nhờ? Siêu cá sấu thì bị cá sấu hạ rồi. Quá nhỏ luôn, không hiểu luôn tại sao tôi chết vào đấy luôn. Quả đấy mình cố gắng lao thật nhanh lên đầu mà. Mình phải lao nhanh hơn nữa anh em ơi, phải lao nhanh hơn nữa thì mới thắng được. Rồi, một trận top 2 nhá. Trở lại và một trận top 2 luôn. Có nhiệm vụ gì không nhỉ? Chắc chắn là sẽ có nhiệm vụ nhưng mà mình chẳng biết nó là cái gì, từ xem luôn. Xem luôn trong này xem nó nhiệm vụ như thế nào. Battle Royal Mode. Chế độ Battle Royal Mode. Siêu hay, siêu hấp dẫn. Xong, ok. Và lên đường nào. Đập trứng ra. Rồi, 3, 2, 1. Và let's go. Rồi. Rồi, trở lại với cái màn lúc nãy đây. Chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi là chúng ta có thể nhất được. Hình như là nó có lửa. Nó bắn vào đầu mình thì phải, mình chết luôn rồi. Đúng không? Chứ không thể nào mà mình dễ dàng mà có thể chết như thế được. Đúng không? Chắc chắn luôn. Thôi, lách ra bên này. Misty gì đó đây. Ok. Misty Snake à? Kệ đi. Không cần quan tâm đâu. Đây, sang bên này. Ăn hết. Ăn đống này luôn. Có thêm cái nhấp nháy nào thì ăn tiếp. Ồ, trên này à? Trên này thì còn ma nữa. Có nào đâu. Trên này chẳng có nào nữa. Hết rồi, trên này hết rồi. Smooth Rapper. Ui, con này bị bắn rồi. Gần chết hết anh em. Quá nhỏ cho được bắn lọ luôn. Có một con nó vẫn đang lòng vòng ở bên kia kìa. Nó không bị... Đây. Ui, ít quá. Ăn như kiểu là... Không bỏ dính răng luôn, có tí à. Ăn vội quá. Bình tĩnh thôi, gì đâu mà phải hồi hồi lòng vàng ra. Đây, xuống dưới. Chúng ta đang cũng khá là dài. Wi-Fi, horn. Nào, cân mọi thể loại nhá, vào đây nhá. Cân mọi thể loại luôn. Hơi bị khó đấy, tại vì chúng ta đang ở cái góc. Nên chúng ta xuống dưới luôn mà. Oh my god. Từ. Oh my god. Lên. Chúng ta vẫn ở trong vòng. Vẫn ở trong chỗ này vẫn có kiểm soát được. Chưa có gì. Chưa có gì gọi là quá đấy cả. Chơi khó ăn thế. Chơi khó ăn thật sự luôn anh em. Mình cũng muốn ăn cái này lắm nhưng mà nó hơi bị nguy hiểm. Thôi ăn thế thôi. Stop là hạnh phúc. Bây giờ mà cứ ăn, cố ăn thành ra là hơi bị ngáo. Ok, lên đây. Chúng ta khá to. Lên đây. Đúng rồi, lên đây. Đến hết đây. Tôi đang cố gắng là chặn đường của nó để cho không cho nó vào. Như thế nào đấy. Để mình có thể là chiến được một cái vị trí rất tốt. Nhưng mà mình cũng không to lắm đâu. Theo như chúng ta thấy là không quá to lắm. Có một cái nhấp nháy ở phía góc này. Oh my god. Rồi, cái này có thể là tí nữa để ăn bọn rắn đấy anh em. Tí nữa mà để nó xem đánh nhau như thế nào, tôi sẽ ăn nó. Đúng không? Hơi giật lag. Tôi cảm giác hơi giật lag nha anh em. Cho nó ăn đi. Ăn được một cái. Cho ăn được thêm một cái nữa. Chúng ta đang cố gắng vào trong cái trung tâm vòng bo. Và mình cũng khá là to.
to phết đấy, như là to nhất trong hội này đúng không? Thế nhưng mình chỉ là to thôi chứ mình chẳng dài đâu. Rồi, chúng ta vẫn đang ở cái khu khá là an toàn. Khá là an toàn ở đây. Không biết thằng sẽ bò như thế nào. Chết rồi, ông ấy chết rồi. Rồng ấy chết rồi. Rồng ấy chết rồi. Có thể nó ăn cái nhấp nháy kia chăng? Cũng có thể là không. Nó không ăn nhấp nháy à? Hơi khó hiểu là không ăn nhỉ. Ui, sao lại vòng sang bên đấy? Tại sao lại vòng sang bên đấy nhỉ? Đấy, rất là bình tĩnh, rất là bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Oh my god. Nó bé hơn mình. Nó bé hơn mình anh em ơi. Nó bé hơn mình đấy. Oh, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại, trên này có thức ăn nè. Tiễn ra ngoài ăn luôn là mình thắng rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào giữa, vào giữa, vào giữa, vào giữa, vào giữa. Xoay này rất là cẩn thận nha. Mình đang cố gắng là lấy hướng bên này. Đấy, xuống dưới, xuống dưới anh em ơi. Xuống dưới, xuống dưới này. Không biết nó sẽ bo vào đâu. Đấy, nó sẽ khó bo hơn rất 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 nhiều nha. Mình đang bo nó ngoài. Bị đốt quá nhiều luôn. Chết, yes, thắng mà. Nó không thể chịu được cái gọi là cái gì nhỉ? Ôi, toàn bron đây. Toàn hòm bron đây. Vui vãi. Toàn hòm bron thôi anh em ạ. Toàn hòm đồng này thì chơi với ai? Chơi ma. Không được, không được, không được. Không ổn. Không ổn một tí nào cả nhỉ. Khá là tệ hại ta. Ok, thì xong rồi đây, chúng ta đã xong rồi đây. Và mình sẽ được cái trophy, cái nói chung là nó lại có rank thôi. Nói chung là có rank các kiểu. Mình đang đứng thứ 3. Cái rank nó vừa mới kết thúc hôm qua xong. Rồi, tiếp tục có xe Battle Royale nha. Mình chỉ khoái chế độ này thôi. Hai chế độ kia thì tỷ lệ thắng nó hơi hơi thấp. Và cái trận này nó chơi chơi nhanh nhỉ. Dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn nhiều. Tại vì không chơi chế độ này đúng không? Hay cái xe các kiểu, nói chung là được rồi. Đập trứng 5 4 3 2 1 và lên đường. Yes, rắn hơi nhỏ tí xíu. Ok sang bên này gái, di chuyển sang bên này gái. Đúng rồi ăn hết cái tống này đi, chạy đi đâu. Mới có rắn con rất là nguy hiểm nhé. Thông thường nó sẽ mang theo đạn lửa và nó bắn mình. À, mình ghét cửa này anh em ơi. Mình ghét cửa này vãi lều luôn ý. Nó đông đông cái nhỉ. Oh my god. Lại bắn nhau à? Tốt đấy. Nè, tốt đấy. Tốt đấy. Quả đấy hay ấy. Xoay một vòng luôn. Có cái này đâm vào mình không? Rất rất có thể. Thế tôi ghét cái màn trắng này thế nhỉ? Nhìn rất khó nhé. Rất là khó nhìn luôn. Ôi xin lắm rắn thế. Cái này lắm rắn thế. Mình đang ở phần trung tâm đúng không? Ở lắm rắn thật sự luôn ạ. Phải lều. Ôi, thế méo mình chết. Thế nào mà tôi lại chết ở đây nhỉ? Ai vãi lều luôn. Mastery. Ok. Rồi, ra chơi một cái trận gọi là Gold Rush đi. Ok, Gold Rush nha. Sẽ dùng cái đấy. Nhầm à? Đã dùng cái bắn thì nó sẽ hợp lý hơn không? Cái chế độ này nó đâu cần cái con này đâu, con bé đâu. Khá là hài. Chẳng biết sẽ ra sao. Đây. Rồi, cho đang đợi. Và mười mấy player nữa là vào được rồi. 8 player. 5, 4, 3, 2, 1. Quá. Let's go boy. 4, 3, 2, 1. Có ai
chết không? Có ai chết không? Có ai chết không? Có ai chết không? Có ai chết không ta? Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Nào nào, mình đang đứng thứ 24 anh em ạ. Nào này, đứng thứ 24 có vẻ khá là gớm. Bây giờ ăn được nhiều cái điểm xoay xoay. Nào 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 nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Nhưng mà đã bị giảm xuống cái điểm ấy. Con này ở đây. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Con là cái gì cơ? Úi dồi ôi. Ăn hết. Úi, không có rắn con. Chúng ta đang ở tầng thứ 33. 33 là hơi thấp ấy. 33 là hơi thấp luôn đấy. Nhưng mà ít ra là cũng không phải đứng gần cuối. Đang cũng đang đánh nhau rất là tốt, kinh đây. Nhưng vấn đề cuối cùng là có con nào chết không? Không, không con nào chết ạ. Trứng. Xem nào, xem nào, xem nào. Mình cũng khá là dài. Con kia vàng vàng nhìn không nhìn ra gì luôn anh em. Tốt. Mình đang thứ 12 anh em. Chúng ta đừng có chết là được. Đừng có chết, đừng có chết ngáo ngơ là được. Ui dồi. Kinh quá nhờ. Ra đường thứ 13 anh em. Ra đường thứ 13. Đó, cái bé tí à, đường thứ 11 nè. Thấy chưa? Đừng có chết là được, đừng có chết là chúng ta sẽ lên được cái rank khá cao đấy anh em. Ý, 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 12 nè. Đầu tiên ta lên được một cái vị trí cao như thế này. Thế này thôi. Chí chóe đây này. Rồi bắn nhau chí chóe luôn. Time up rồi, hết giờ. Và chúng ta đứng thứ rank 17. Cuối cùng đang được 12. Nó rơi một phát xuống 17 luôn à. Thằng này thì nhất đây 396 ấy. Ghê nhỉ. Mình thứ 17 là cũng phải hơn 100 rồi đấy. Cũng không ít đâu. 193 gần 200 anh em ạ. Chiều này cũng khá là ít Việt Nam chơi. Không nhiều Việt Nam đâu. Chẳng có Việt Nam nào luôn. Ok thì chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.